Theo một số kinh sách con đọc được thì ngài Đại Ca Diếp nhập định tại núi Kê Túc Sơn nhờ chờ ngày Đức Di Lặc hạ sanh để có thể lặc. Sư cho con hỏi chuyện này có thật không? Kinh Tạng Nguyên Thủy có nói về việc này không, hay đây chỉ là câu chuyện do người sau đời sau thêu dệt? Nhưng câu hỏi của vị này thì sư có tìm kiếm đây. Quý vị có thể tìm ha, ai đọc tiếng Anh thì tìm, thì đọc cái quyển này miễn phí trên mạng, The Nibbana of Maha Kassapa, The Edo, Not on Buddhist Narrative Transmitted in Thai and Lao Literature. Thì tại sao mà sư đề nghị? Bởi vì đây là một nghiên cứu, đây là một nghiên cứu có sự dày công, có sự dày công rất là dài, nghiên cứu rất là dài, rất là dài. Có thời gian thì quý vị đọc, có thời gian quý vị đọc. Thì đại loại sẽ tóm tắt là như thế này, tức là cái sự tích mà cái sự tích này đó có cả ở trong các giai thoại dân gian ở Thái và Lào, nhưng mà nó không có trong chánh tạng chú giải lẫn hậu chú giải, tức là chánh kinh nè, Atthakatha và Tika không có nha, khẳng định nha, không có cái sự kiện này, không có ghi lại, mà nó chỉ có sự truyền tụng trong dân gian mà không biết tác giả. Đặc biệt cái sự tích này được nhấn mạnh ở trong hệ phái Phật giáo phát triển, tức là đây là một cái sự tích được truyền tụng ở trong dân gian, chứ còn không biết được tác giả. Còn trong kinh tạng gồm bao gồm chánh tạng chú giải lẫn hậu chú giải thì đều không có nói đến sự kiện này nha.